Nhà cô ở thành phố Hồ Chí Minh, đi không lỡ, ở lại lo. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 1.500 biệt thự xây dựng trước năm 1975. Do vướng quy định, nhiều nhà biệt thự cổ không được phép phá bỏ, xây mới. Những người dân sống trong ngôi nhà cổ có niên đại hàng trăm năm qua nhiều đời tổ tiên truyền lại, với nhiều nét chạm trổ hoa văn độc đáo. Lớp kiến trúc mà hiện nay hiếm có công trình mới nào mà giữ được phong cách xây dựng này. Tuy nhiên, thời gian đã bào mòn những ngôi nhà cổ này, khiến chủ nhân của nó sống trong những ngôi nhà quý hiếm lại có thêm nỗi lo phập phồng vì nhà sập. Do vậy, cuối tháng 7 vừa qua, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố bộ tiêu chí phân loại biệt thự. Nếu được phê chuẩn, bộ tiêu chí này sẽ giúp phân loại biệt thự theo từng nhóm. Trên cơ sở đó mới cho phép biệt thự nào được bảo tồn, loại nào được tháo dỡ. Để có được bộ tiêu chí nêu trên, nhiều cơ quan chức năng ở Thành phố Hồ Chí Minh phải xuống thống kê, tiếp nhận ý kiến của các chuyên gia qua gần 6 năm qua. Trong quãng thời gian dài này, cũng như trước đó, người dân phải sống trong những khu biệt thự cổ hết sức bất an với chính căn nhà của mình.